Xin chào toàn thể các bác nhá. Chào mừng các bác quay trở lại với kênh Hiếu Minh Audio bên em. Ngày hôm nay em xin được review và giới thiệu đến các bác một sản phẩm vang cơ mới về bên em. Nói chung là năm 2020 này thì rất nhiều sản phẩm mới về. Đó, cũng như là những cái bản thiết kế nâng cấp. Các bác có thể nhìn sơ qua là khuôn bên vỏ hộp của nó thì các bác có thể thấy là nó có những cái gì, cải tiến gì và có những cái ưu nhược điểm như nào rồi, chắc các bác cũng đã nhìn sơ qua. Đây chính là sản phẩm vang cơ có mã model là PS Audio SV12 các bác nhé. Ok, giờ mời các bác đi đến em cùng bóc hộp và review đến gửi đến các bác. Ok, như hộp thì bác có nhìn thấy đây, lại được khuyến mại thêm một con tua vít để vận chỉnh. Tất nhiên rồi, vang cơ của bác. Còn đây là cái anten của Bluetooth các bác nhé. Đây. Cảm quan ngay từ đầu tiên khi nhìn vào thì nói chung là nhìn trông con này rất chi là xịn sò, với khuôn mặt thiết kế có màn hình LCD hiển thị đây luôn. Đây, công tắc chống hú này, bật tắt chống hú này, rồi các cái tinh chỉnh vang cơ. Nói chung là một em vang cơ hầu như là có các cái thông số thì các bác đều biết rồi, có USB, Bluetooth này, cổng quang kia các thứ rồi, cũng rất chi là xịn sò. Các phím vặn nút rất chi là bóng bẩy và có một dàn đèn hình là bên trong. Ok, bây giờ em sẽ đi vào cắm điện và cho các bác quay cận cảnh cho các bác cùng xem qua nhé. Ok, cảm quan đầu tiên thì đập vào mắt em thì em nhìn thấy cái mặt mica bóng này, nhìn trông rất chi là xịn sò và trông nó sáng sạch, nó bền luôn các bác nhé. Mặt này thì nhìn đẹp thật, soi gương được các bác này. Đấy, các bác có thể nhìn thấy bóng em luôn. Đó, thì kế đến là thì em cũng giới thiệu qua luôn. Thì em này nó là một em vang cơ thuần túy. Đó, những bác nào mà ngày xưa mà hay hát âm ly ấy, thì lấy em này thì về thì phải nói là quá dễ ư là dễ chỉnh. Rồi, căn chỉnh thì nó cũng đơn giản thôi. Đó, nhìn các bác nhìn mặt trước đây. Thì con này thì chỉ có echo không thôi các bác nhá. Đó, cũng đầy đủ cổng ăn chơi, cổng quang, Bluetooth các thứ. Dùng cho các bác ở nhà mà không quen dùng vang số, dùng vang cơ này thì tinh chỉnh và hát ra tiếng echo nịnh giọng phải nói là thôi rồi, rất chi là hay. Đó, với các cần chỉnh delay repeat này, tức là chỉnh echo là độ trễ và cái độ lặp lại này, bass chép của hiệu ứng này. Đó. Rồi đến phần mic này thì cũng ba giải cơ bản thôi, bass trung chép và đến giải nhạc cũng vậy thôi các bác ạ. Đấy, giải nhạc thì cũng có bass trung chép. Thì đặc biệt con này tại sao nó lại hơn được các cái con echo của Omni nó khác, tại vì nó có chức năng chống hú các bác nhá. Đó, đây là bật tắt chống hú. Cái này thì các bác cứ thử thực tế sẽ thấy, khi vào không gian bật chống hú lên nó có tác dụng rất chi là hiệu quả luôn. Đó. Với ba phím volume tổng ở đây thì đây là volume tổng echo, các bác có thích nhạy nhiều nhạy ít, to nhỏ của tiếng echo thì ở đây. Còn đây là tiếng mic này, còn đây là tiếng nhạc. Ok. Đó. Giờ em bật nguồn lên thử cho các bác nhá. Đấy. Đúng chuẩn như em nói không? Ba cái đèn này, này nhìn trông rất chi là hay, sáng. Đó. Ngoài về ngoại hình và nội thất của nó thì em này cũng có thêm cả cổng center tiếp đằng sau các bác nhá. Center và cắt súp cắt cốt như bình thường, giống như các mọi loại vang cơ khác. Đó, các bác lại nhìn đây là màn hình đây là màn hình LCD đấy. Rồi, ok, bây giờ em sẽ lướt qua mặt sau và cũng giới thiệu đến các bác nhá. Ok, đây là toàn bộ mặt sau của em nó đây. Đó, thì các phím chức năng đây em cũng giới thiệu đến các bác luôn. Thì đầu tiên là các cổng input nhạc đầu vào. Thì đây là cái cổng để cắm cái anten này. Thường thường là trong nguyên thùng nguyên hộp thì người ta tháo ra để tránh vận chuyển nó đi lại bị gãy. Cổng AUX1, AUX2 tương ứng đấy thì các có cái nút input đằng trước. Đây là music input này. Đó, tức là cái gain đầu vào của nhạc các bác nhé. Chẳng hạn như là đôi khi các bác dùng các cái loại nhạc mà nó tiếng nó to quá thì các bác có thể giảm bớt lên để cho đỡ vỡ tiếng. Đó. Tiếng đến cổng quang. Ok, đến phần này là phần chỉnh sub các bác nhá. Thì đây là cái cổng out của sub. Out của sub thì là sử dụng cổng Canon. Đó. Rồi, đây là tiếng to nhỏ sub này, frequency là cắt sub này. Ok. Thì cái center đây thì nó có một nút nhấn. Đấy, nút nhấn các bác có thể nhìn thấy đây này. Thì nó dùng cho hai chức năng center. Center thì là nó có rất nhiều chức năng. Thì có một số chức năng chẳng hạn như là để center, để trợ lời, để trợ nhạc. Đó, đúng ra như vậy thì con này có sử dụng luôn hai chức năng. Khi mà các bác nhấn vào đây này
thì là chức năng là sẽ là về trợ lời mic, tiếng mic, thì lúc đó là cái đây là cái tiếng to nhỏ của ấy, thì lúc đó sẽ chỉ có tiếng mic lọt qua tiếng center này thôi các bác nhá, tức là dành riêng để trợ lời các bác nhá. Rồi khi các bác nhả ra thì nó sẽ là trợ nhạc, tức là nó sẽ cắt bớt tiếng mic đi và chỉ cho tiếng nhạc qua thôi. Đó, nôm na là như vậy các bạn. Còn đây là hai cổng led right đầu ra. Ok, nói chung cũng đầy đủ cổng ăn chơi, từ cổng sáp, cổng center đến cổng main chính led right. Ok, đây là có thêm một đường hai cổng AV nữa, cổng rec này. Rec này gọi là cổng ghi âm này. Đó, dành cho ghi âm hoặc là bác nào live stream trước thứ muốn phát trực tiếp trên Facebook, YouTube thì chỉ việc ấy thôi. Còn đây là cái gain tín hiệu mic đi qua nó nhiều hay ít thì như thế nào. Và đây là cổng mic input. Mic input thì con này thì cổng sau của nó thì có 3 cổng, nhưng mà nó có dành riêng có hai cổng này là cổng cắm dây Canon. Đó, dây Canon. Còn đây là cổng 6 ly. Mặt trước nó cũng có một cổng cắm 6 ly các bác nhé. Tất cả các chân đều được mạ vàng hết. Đó. Đây, em đẩy PS Audio P4800. Thì em này bên em cũng đang bán có giá rất chi là hấp dẫn và hợp lý. Với một combo này em vang có giá là 1,6 triệu. Đây, một là em vang rất chi là hay, mới xịn sò và mạch echo rất chi là tuyệt vời. Với em đẩy 4 kênh PS Audio giá là 7 triệu 8 các bác nhé. Đó, combo này chỉ có 7 triệu 8 với 1 triệu 6 chưa đến 10 triệu các bác ạ. Đó, mà rất chi hợp lý, sử dụng hầu như là full được, các bác đánh gia đình là full được luôn. Một kênh em này là 800W một kênh, có thể đánh được cân được một em súp hơi 40 đây. Thì nói chung là em sẽ thử luôn với em DK115S này của DB Acoustic. Đó. Bây giờ em sẽ đưa vào đi vào ghép nối, đấu dây rắc và căn chỉnh nó. Ok, em vừa cũng đã ghép nối nó xong. Thì hiện tại ở đây cũng tiện đây em test thử luôn một con đẩy Yamaha XP7000S. Đấy, một dòng sản phẩm nói chung là bên em đã trải nghiệm và gửi đến các bác rất nhiều lần rồi. Thì hôm nay em cũng test thêm với một cặp loa vừa mới về bên em, có mã là DB Acoustic DK12. Thời gian tới em sẽ review đến các bác nhé. Đấy, thì em sẽ test qua thử chất âm, tiếng nhạc nó gửi đến các bác. Xưa quen nhau bên đường vắng hoa nở mau, ngày nay xa nhau hoa vừa khép cánh ban đầu. Người ngỡ gặp nhau như duyên kiếp đưa ta vào, chiều rời về đâu. Ngày xưa quen nhau em vừa biết dăm bước mơ, bờ vai ngây thơ ôm làn tóc rối ư thơ, tình mới vừa đôi môi em. Như các bác thấy đó, khi mà có tín hiệu nhạc ở lên thì mặt đèn LCD này sẽ nhấp nháy rất hay. Đó, khi mặt tín hiệu lên, hiện tại ở đây em chỉ đánh có đúng một cặp loa thôi. Còn đâu đó trong đêm nay gió rét có về, lòng người có lắm chua cay. Thuyền còn ngược xuôi đi đó đây, tim anh đau thấy. Ok, giờ em cũng thử qua tiếng mic gửi đến các bác nhé. Ok, bình thường thì em chỉnh thì em hay chỉnh tiếng mic thô trước này. Lục lục, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3. Trước nghe cảm giác cái nào cho nó phù hợp rồi mình sẽ tăng giảm bass chung chép. Đó, là mic tông, tức là cái tông cái quai của mic. Lực 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 1 1 2 1 lực 1 2 2. Ok, sau đó em sẽ cho hiệu ứng lên và căn chỉnh delay repeat làm sao cho nó phù hợp cũng như là bass chung chép của hiệu ứng luôn. Lục 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 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 4 4 5 5 6 3.
một hai 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 ba ba bốn 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 năm sáu sáu bảy bảy hai ba bảy lên 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 một 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 hai hai ba bốn 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 bốn. À, bình thường khi các bác nghe cảm giác nó vừa tai rồi, nhưng khi nhạc lên ấy nó lại chưa được quyện lắm thì các bác căn chỉnh thêm nhá. Thì em sẽ thêm tí nhạc lên xong rồi vừa alo vừa căn chỉnh thêm. Đêm nay gió mưa răng sầu lâu 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 một một hai lâu 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 một 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 hai ba 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 trong tim thơ tìm trong đêm trong ngày nắng lâu 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 một một hai hai ba 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 vẫn tìm nhau trong giữa kim không mong chờ người đã như mơ người vẫn ok, okay. À, em cảm giác nghe như vậy là vừa tai rồi, còn cũng tùy thuộc theo mỗi người một sở thích, các bác để căn chỉnh thêm phần delay repeat và cái phần gain làm sao cho cái quay tổng của các bác này làm sao nó phù hợp, nó không to quá mà thấy nhã nhại cũng nhiều quá. Delay repeat làm sao cho nó phù hợp, cho tiếng nhạc, tiếng mic nó vừa phải. À, ok, giờ cũng thử một đoạn karaoke gửi đến các bác nhé. Ok, giờ mời các bác nghe thử một đoạn nhé. Em vẫn giọng không biết không ai được không? Được, được, một, hai. Buông khói ngây thơ, tôi kể người nghe một chuyện tâm tình. Nửa đêm giá lạnh bỗng nghe ấm một tình thương trong tim. Sương dần trên vai qua ngõ trai vào lòng đêm dài. Giáng xuống biển tùy một cơn gió vẫn khơi chuyện ngày qua. Xưa lúc xa xưa tôi có người em, người đẹp trắng tròn. Tuy rằng không đồng không hẹn bao giờ và chưa yêu thương. Vòng kín tâm tư tôi gói đời trai vào mộng đắm chìm. Giữa buổi trăng dần rời xa các ấm không hề gặp. Ok, em thì bị ho nên là mất giọng, không hát được, chỉ gọi là hát tạm bu vơ cho các bạn. Các bác nghe qua thử tiếng effect cũng như là cái độ mượt của con vang này. Khoảng cách loa thì cũng rất chi là gần thôi, nhưng mà con này chống ngu khá là tốt. Em đánh giá là khả năng chống ngu nó rất chi là tốt. Thứ nhất, thứ hai nữa là cái echo của nó thì rất chi là mượt. Đấy, cảm giác rất chi là mượt. Rồi tính năng thì cũng đầy đủ, Bluetooth, tiếc các thứ. Các bác có thể bắt điện thoại các bác hát đứng cách xa khoảng 8 đến 10 mét ok luôn các bác nhá. Đó, rồi khả năng đọc vào USB với các định dạng MP3 các bác cắm vào, có thể chẳng hạn mình có một cái USB là copy nhạc các bác yêu thích, cắm vào để đó xong rồi nó tự chạy, giống như là các quán quần áo hay là gì các bác đi loa kéo cũng được. Nói chung là tính năng rất chi là hợp lý để cho các bác sử dụng. Nhấp đẩy vang, súp cắt cũng khá là ok. Ok, chào các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.